trân trọng giới thiệu cùng các bạn bài thơ Lời Bái Biệt Anh Lý Văn Thăng của tác giả Nam Thị Bạch Trinh. Chị viết trong ngày tiễn đưa ông Lý Văn Thăng, phó chủ nhiệm Câu lạc bộ Thơ văn Truyền thống và Hán nôm Việt Nam, chủ nhiệm Câu lạc bộ Thơ Hồn Bút Đông Đô, về cõi vĩnh hằng. Ngày 1 tháng 11 năm 2018. Ngâm thơ Bùi Thị Nguyệt. Mới đó mà anh vội đi xa, người thân thi hữu sẽ đau mà, niềm vui chưa tròn bao lời hẹn, anh đã lên đường du cảnh xa. Anh đi thoảng nhẹ bước chân tiên, chút cảnh trần ai chẳng lụy phiền, đức sang tâm trong tình ấm áp, hiền tài thanh quát triệu anh liền. Chị Nam Thị Bạch Trinh viết như vậy bởi ông Lý Văn Thăng mới vài ngày trước đó vẫn đi thăm đền thờ Thánh Cao Bá Quát. Anh đi thoảng nhẹ bước chân tiên, chút gánh trần ai chẳng lụy phiền, đức sáng tâm trong tình ấm áp, hiền tài thánh quát triệu anh liền. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý bạn.